còn bây giờ gọi điện không mở bồ ra thấy lại của hành nhau ra. Rõ ràng là phải câu đầu tiên người ta phải là alo đấy. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa thỉnh, nằm trong hệ thống các giải bóng đá vô địch quốc gia là giải đấu cấp câu lạc bộ cao quý trên sân vận động Hàng Đẫy ngày hôm nay. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Nguyễn Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia bố khai mạc, xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý vị khán giả có mặt trên sân vận động Hàng Đẫy, thưa toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi trên truyền hình, xin chào mừng tất cả quý vị đã đến tham dự trận đấu và theo dõi lễ khai mạc chiến vô địch quốc gia Eo Kinh Banh 2024-25 với kỳ vọng đem đến cho khán giả và người hâm mộ chuyên môn cao. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ không chỉ đem đến những trận đấu tài năng tỏa sáng và thiết tiếp những thành công. Đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại đã gây ra. Công ty VPF và tổ chức các giải bóng đá cũng mong muốn được lan tỏa lời kêu gọi của bão lũ thiên tài, xin được hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, để bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với gia đình các nạn nhân thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngay bây giờ ban tổ chức cũng sẽ tiến hành ghi. Sau đây, phút mặc niệm xin được bắt đầu. Xin được cảm ơn quý đại biểu cùng quý vị khách quý đang có mặt tại sân. Và sau đây, xin kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội.